chúng tôi cũng rất vui vì có một số quý vị thân hữu với tâm hộ đạo đã nhận lời mời của chị em chúng tôi trong hội thánh đến để tham dự chương trình ca nhạc và chia sẻ niềm tin của hôm nay. Bây giờ tôi sẽ đọc lại câu kinh thánh, câu gốc của chúng ta ở trong Ephesos đoạn 2 câu thứ 8. Với câu kinh thánh này, chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị chủ đề đó là được cứu bởi đức tin. Để có thể nắm rõ về cái ý của phần kinh thánh nền tảng này, thì tôi sẽ đọc lại trong Ephesos đoạn 2 từ câu 4 cho đến câu thứ 9. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ yêu thương lớn, lòng yêu thương lớn Ngài nên mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Và Ngài đã làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Ở trong cái phần kinh thánh này có ba cái từ tôi xin giải nghĩa cho quý vị nghe để quý vị có thể nắm rõ được cái chủ đề là được cứu bởi đức tin. Ba cái từ này ở trong câu gốc của chúng ta, tức là câu kinh thánh nền tảng đó, ở trong câu thứ 8, từ thứ nhất đó là ân điển, thứ hai là đức tin, và thứ ba là được cứu. Ba cái từ này, ân điển có nghĩa là gì? Tôi nghĩ là chắc là quý thân hữu không thể nào chưa hiểu được ân điển, và thậm chí là có một số những người đã tin Chúa rồi thì cũng rất là mù mờ về cái này. Tôi xin giải thích đơn giản về cái ân điển, chữ ân điển. Ân điển có nghĩa là ơn ban cho người nhận mà người đó không xứng đáng để nhận. Tức là một cái ơn rất lớn ban cho một người mà cái người nhận đó không xứng đáng để nhận. Đó gọi là ân điển. Ở đây có nói đến ân điển của Đức Chúa Trời. Rồi thứ hai, cái từ thứ hai là đức tin. Có lẽ đức tin thì dễ hiểu hơn. Đức tin có nghĩa là chúng ta tin vào một cái đối tượng nào đó, tin vào một cái việc gì đó, mà cái đức tin này nó lên cao khi chúng ta hoàn toàn phó thác mình cho cái đối tượng mình tin đó. Đây gọi là đức tin. Và từ thứ ba đó là cứu rỗi hay là được cứu. Nó đơn ra có nghĩa là được cứu khỏi chết. Chúng ta chuẩn bị chết rồi, nhưng mà nhờ một người nào đó cứu chúng ta thoát khỏi cái sự chết đó, có nghĩa là được cứu. Ở trong cái chủ đề được cứu bởi đức tin, chúng ta thấy về cái đức tin đó đối với người ngoài cơ đốc thì cái được cứu và đức tin họ gộp là một. Nghĩ rằng mình muốn được cứu thì phải làm một cái điều gì đó để đổi lại nhận được cái sự cứu rỗi. Vì vậy cho nên ở đời người ta, chúng ta thường thấy người ta làm lành làm dữ, người ta làm việc thiện, người ta làm từ thiện, người ta làm đủ mọi thứ thiện lành để mong rằng mình sẽ được cứu rỗi. Nhưng mà cái điều đó nó có thể đạt được không? Kinh thánh trong phần chúng ta đọc ở đây nói rằng chúng ta không có thể làm được, bởi vì thì ấy là bởi ân, nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, không phải bởi việc làm đâu. Nếu bởi việc làm mà được cứu thì chúng ta có cớ để chúng ta khoe mình, tôi làm việc này việc kia để được cứu. Một tôn giáo ở lớn ở tại Việt Nam cho rằng nếu muốn được cứu
vào cái nơi tốt đẹp thì người đó phải làm rất là nhiều thứ, không được nói dối, không được uống rượu, không được sát sanh, không được làm cái này cái khác. Người ta cho rằng nếu mình phạm vào những cái điều đó thì không được cứu. Vì vậy cho nên người ta cố gắng để có thể làm và làm, mong được cứu rỗi. Nhưng mà Kinh Thánh khẳng định cho chúng ta biết rằng con người không thể bởi việc làm mà được cứu. Việc làm không đủ. Người đời cũng thường nói rằng nếu chúng ta dành cả một đời để chúng ta làm việc thiện, nhưng mà chỉ cần một giờ làm cái điều xấu, điều ác, thì cả đời làm việc thiện đó cũng trôi theo dòng nước. Con người không thể nào có thể làm được cái việc gì đó để đổi lại mình được cứu rỗi. Con người bất năng trong vấn đề đó. Tại sao con người tin thì để được cứu? Bởi vì Kinh Thánh khẳng định cho chúng ta rằng con người không thể làm lành được, con người không thể làm việc lành được. Sứ đồ Phaolô hay là Thánh Phaolô, ông rất kinh nghiệm ở trong cuộc đời của ông. Khi ông chưa tin Chúa Giêsu thì ông đã làm chứng lại về cái cuộc đời của ông, nói rằng ở trong con người của tôi đó nó có hai cái lực. Một cái lực là lôi kéo tôi để tôi làm cái điều tốt, làm điều thiện, nhưng mà kèm theo đó có một cái lực khác, nó lôi kéo tôi để tôi làm điều xấu và điều ác. Nhưng cái điều đau khổ cho Thánh Phaolô nói là tôi không làm điều lành mà tôi muốn, nhưng mà tôi làm điều dữ tôi muốn, tôi không muốn. Tại sao có cái tình trạng đó? Bởi vì Kinh Thánh cho biết rằng tội lỗi đang cai trị trong tấm lòng của con người. Chính vì tội lỗi đó, có người muốn làm lành cũng không làm được. Tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính chấp theo. Và khi tôi muốn làm điều lành thì tôi làm không hết trọn, bởi vì cái điều dữ đó nó theo và tôi không thể làm điều lành được. Tôi nghĩ rằng đây cũng là cái kinh nghiệm của chúng ta. Và có nhiều người để khích lệ cho mình làm cái việc tốt lành thì họ đưa ra nhiều cái cách. Có người thì để hai cái lon, một cái lon thì để đậu trắng, một cái lon thì để đậu đen. Nếu mà làm cái việc gì đó tốt lành thì bỏ một cái viên đậu trắng vào. Làm cái việc gì không tốt, mình phải trung thực thì bỏ một viên đậu đen. Thì như vậy thì kết thúc trở lại chừng mấy năm sau đó thì dở hai cái lon đó ra. Quý vị biết cái đậu trắng nhiều hay là đậu đen nhiều? Tự nhiên quý vị cũng biết là đậu đen nhiều rồi. Bởi vì mình làm cái điều nó không tốt, nó nhiều hơn. Bởi vì tại sao vậy? Tại vì ở trong tấm lòng của chúng ta nó có một cái lực, cái bản chất đó kêu là cái bản chất tội lỗi đó. Quý vị nghĩ là mình có thể trồng một cái chanh mà nó ngọt được không? Bây giờ là mình trồng một cái chanh. Tuần đầu tiên cứ thay phiên, cứ hàng tuần thay phiên, đầu tiên thì cứ nước đường, hòa nước đường cho tôi trồng cái chanh mà. Rồi tuần sau thì chịu tốt một chút, hòa mật ong thì tưới. Rồi cứ thay đổi tưới mật ong, mặc mấy cái gì ngọt là tưới. Khi cái chanh nó lớn lên, nó ra cái trái chín mặn, nó vằn vươn. Chúng ta cắt vào và chúng ta sắc ra một cái. Chúng ta để vào cái lưỡi thì cái gì thấy nó chua. Vẫn chua bởi vì các bạn, nó cắt của cái chanh là nó chua rồi. Nó không thể nào nó ngọt được, dầu chúng ta tưới nước đường mà nó cũng không ngọt được. Cái bản chất của con người là tội lỗi. Bởi vì Kinh Thánh cho biết là con người phạm tội từ lúc ban đầu. Và vì cớ Adam phạm tội cho nên cái bản chất tội lỗi đó nó truyền lại cho chúng ta. Người ta nói là nhân chi sơ thánh bản thiện là không có đúng. Bởi vì cái bản chất của con người là ác chứ không phải thiện. Không ai trong chúng ta dạy một đứa con nít hay là đứa thiếu niên ăn cắp. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta thấy ở trong cặp, trong vở của nó, nó những cái thứ không phải là của nó. Tại sao? Tại vì ở trong bản chất nó thì vậy rồi. Và tôi rất thích cái câu chuyện Ngụ Ngôn kể về một con rắn hổ mang. Tôi nghĩ là có lẽ quý vị có người cũng nghe câu chuyện này rồi, nhưng mà tôi thích lắm câu chuyện. Có một cái con rắn hổ mang, nó muốn bơi qua một cái dòng sông. Nó lai quay bên này, nó suy nghĩ, nó làm cái việc này bơi qua thì cũng được. Nhưng mà ta chỉ có dòng thế nào là mồi cho cá. Cho nên nó đang bò tới bò lui ở bên này, rồi nó suy nghĩ cách nào để nó có thể qua được bên kia dòng sông nó an toàn. Thì thời mai nó thấy một con rùa to nó nổi lên ở ngoài bờ. Con rắn hổ mang nó rất mừng,
nó bơi lại gần cái bờ, nó kêu: "Ơi anh rùa ơi, nhờ tôi nhờ một chút." Thì cái con rùa nó rất là cảnh giác, nó bơi ra xa một chút rồi nó ngoái trở lại, nó ăn hổ mang muốn nhờ cái gì. Thì con đánh hổ mang nó làm: "Bây giờ tôi nhờ anh vui lòng giúp cho tôi ngồi đỡ trên cái lưng của anh, rồi anh chở cho con bông kia xong, rồi tôi sẽ có dịp tôi trả ơn lại cho anh." Con rùa nó nghe như vậy thì nó nói: "Đâu có được, tôi chở anh qua sông rồi anh ngộ tôi thì tôi sống sao được, chắc là tôi phải chết." Nhưng mà cái con rắn nó suy nghĩ, nó rằng: "Tôi cũng đâu có dại, nếu mà tôi ngộ anh chết thì tôi cũng đâu có sống được. Anh bơi ra giữa dòng mà tôi ngộ anh chết thì tôi cũng đâu có qua bên kia sông được, tôi chắc cũng chết." Con rùa nó nghe thuyết phục rất có lý, cho nên nó bằng lòng nó ghé vào bờ để con rắn hổ mang khoanh ở trên lưng của con rùa. Nó bắt đầu con rùa bắt đầu bơi qua, con rắn hổ mang nó thấy cái đầu của con rùa lắc qua lắc lại, nó muốn ngổ vô cùng, nhưng mà nó biến lại, nó cứ ngổ là chết. Nó quay lại phía sau cái đuôi của con rùa, nó thấy cái đuôi của lắc dữ hơn nữa, thế là nó quay lại đầu, nó chịu không được, nó ngổ liên tiếp vào trong cái đầu của con rùa. Con rùa nó quay lại: "Anh làm gì ngu vậy anh?" Thì cái con rắn hổ mang nó: "Anh ơi, tôi lúc nãy giờ tôi nhịn rồi không thể được, bởi vì cái bản chất của tôi thấy động là ngộ, mà lúc nãy giờ tôi nhịn quá rồi, bây giờ không nhịn được nữa, tôi ngộ anh." Thế là cả hai con đều chết ở dưới dòng sông. Cái bản chất của con người nó tội, giống như là một cơ sở ở bên trong vậy đó, nó sản xuất ra tội lỗi mà con người tiêu thụ cái sản phẩm đó, con người không dừng được. Ở tại thành phố của chúng ta trước đây thì có một cái chủ trương của một ông chủ tịch cái đời trước đó, là chủ trương ba giảm, mà quý vị có nhớ không? Ba giảm tức là giảm tội phạm, rồi giảm ma túy, giảm cái gì đó. Nhưng mà càng chủ trương giảm bao nhiêu thì nó càng phát triển bao nhiêu. Không thể được, bởi vì cái bản chất của con người là tội lỗi, cho nên vì có tội lỗi đó mà con người, Kinh Thánh cho biết rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Và Kinh Thánh khẳng định cho chúng ta biết, ở dưới trời không có một người nào có thể cứu con người ra khỏi tội được, để đem họ vào sự cứu rỗi được. Ở trong Công Vụ đoạn 4 câu thứ 12 cho biết rằng: "Vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho con người để có thể nhờ đó mà được cứu." Con người không thể tin con người ở thế gian này để có thể được cứu, bởi vì bản chất của con người là tội lỗi, và con người cứ tiếp tục sống ở trong tội lỗi đó. Như vậy thì Kinh Thánh cho biết là ở dưới trời không có ai có thể cứu rỗi con người được. Như vậy thì chúng ta làm sao để có thể hưởng được sự cứu rỗi? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng bởi đức tin mà chúng ta được cứu. Như vậy thì chúng ta phải tin ai để chúng ta có thể được sự cứu rỗi? Chúng ta trao cái niềm tin của chúng ta cho ai? Đừng để chúng ta giao đứng cho ai. Ngày hôm nay chúng ta thấy có rất nhiều tôn giáo để được chủ trương hay là được xuất hiện để đáp ứng lại cái lòng tin của con người. Nhưng mà phần nhiều những cái tôn giáo đó không thể đem con người đến sự cứu rỗi được. Như vậy thì con người phải tin vào cái đấng nào để hưởng được cứu? Sứ đồ Phao-lô là thánh Phao-lô đó, một lần kia thì ông đến tận thành phố của Hy Lạp, thành phố Nhà Điển đó, thì ông thấy ở trong cái thành phố đó người ta thờ rất là nhiều cái bàn thờ. Người ta nói rằng ở tại Hy Lạp có thì thần thánh nhiều hơn con người. Thì trong nhiều cái bàn thờ đó thì ông thánh Phao-lô thấy một bàn thờ để một cái câu đó là thờ Chúa không biết. Có nghĩa là gì? Có nghĩa người ta thờ hàng trăm, hàng nghìn thần rồi mà người ta sẽ bỏ sót. Nếu mà cái thần nào mà sót đó thì lên cái bàn thờ mà gọi là thờ cái thần không biết, nó phải ở đó để tránh đi cái sự báo oán hay là cái sự trả thù của ông thần nào đó. Cái lòng tin của họ mê tín, họ thờ rất là nhiều thần tượng rồi, mà bây giờ họ lại còn thờ một cái bàn thờ gọi là thờ thần không biết, cái ông nào mà chưa có tên có tuổi là ngãi cái đó. Như vậy thì rõ ràng cái sự mê tín của con người, họ mong muốn là hướng một cái tấm ngồi trên đầu, trên cổ để có thể mình nhờ đó mà được sự cứu rỗi. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết như thế nào về thần linh? Ở trong Thi Thiên thứ 115 câu 4 và câu 7, đặc biệt ở trong Giê-rê-mi đoạn 10 câu 3 cho đến câu 5, chúng ta hãy nghe lời của Thiên Chúa
nói về thần tượng. Jeremy đoạn 10 câu 3 cho đến câu 5, Kinh Thánh nói như thế nào? Tức là nói về thần tượng này. Vì thói quen của các dân ấy chỉ là hư không, người ta đốt cây trong rừng, tay thợ lấy búa mà nẻo, rồi lấy bạc vàng mà trang sức, dùng búa mà đóng đinh vào đặng khỏi lung lay. Các thần thấy hiện như cây hình cây chà là, không biết nói, không biết đi, nên phải khiêng. Đừng sợ các thằng ấy, vì không có quyền làm họa hay là làm phước. Kinh Thánh lời của Thiên Chúa khẳng định là các thằng đó là gì? Có mắt mà không thấy, có mũi không ngửi, có tai không nghe, có miệng không nói, có chân không đi, có tai không hoạt động được. Cái thằng đó tại làm sao chúng ta phải sợ? Mà có nhiều người không phải chỉ sợ những cái thằng đó, mà một cái bình vôi bể hoặc là một cái ông táo bể thì cũng cúi mình xuống mặt thờ lại. Có người muốn mình mong mình được cứu, cho nên họ đặt cái niềm tin của mình vào thần tượng đó. Nhưng mà thần tượng hư không. Tác giả Thi Thiên 115 câu 4 cho đến câu thứ 7 cũng nói về sự hư không của thần tượng như thế này. Thi Thiên 115 câu 4 cho đến câu thứ 7 chép như vậy: hình tượng chúng nó bằng bạc bằng vàng là công việc tay người ta làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi, có tay nhưng không rờ rẫm, có chân nào biết bước đi, cuốn họng nó chẳng ra tiếng nào. Và quý vị, khi mà chúng ta đến một thần tượng, chúng ta nghe thần tượng nó nói với chúng ta không? Chúng ta có nói, chúng ta có hét, chúng ta có chửi, chúng ta thêm, bởi vì đâu có nghe được, có tai mà không nghe, có miệng mà không nói. Nếu mà thần tượng mà hiển linh á, thì cái người ta đạp đổ thần tượng thì phải phản kháng chứ. Nhưng mà đằng này không, người ta khiêng để chỗ này thì cũng được, để cái chỗ tốt thì cũng được, để chỗ không tốt cũng được. Thần tượng hư không, cho nên khi có người nhờ vào thần tượng tức là giao trứng cho ăn. Vì vậy Kinh Thánh cho chúng ta biết là tin vào Chúa Giêsu thì được sự cứu rỗi. Ở trong Công Vụ đoạn 16 câu thứ 31 kể là một cái câu chuyện của một người kia, và ông hoang mang vì không biết mình phải tin nơi ai, thì thánh một người là đã nói cho người đó biết phải tin vào cái đấng nào. Ở trong Công Vụ đoạn 16 câu thứ 31, đây cũng là câu Kinh Thánh mà tôi đọc cho quý vị nghe ở đây. Hai người trả lời rằng: hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà ngươi đều sẽ được cứu rỗi. Tin Đức Chúa Giêsu thì được cứu rỗi. Tại sao tin Đức Chúa Giêsu thì được cứu rỗi? Kinh Thánh cho chúng ta biết khi có người phạm tội ở trong vườn Ê-đen, bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen, và kể từ đó có người lìa bỏ Thượng Đế, sống ở trong tội lỗi. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng tiền tâm của tội lỗi là sự chết. Con người sẽ bước vào sự chết đời đời, nhưng vì yêu thương con người cho nên Thượng Đế không để con người phải chết mất đời đời như vậy, mà Ngài bằng lòng ban con độc sanh của Ngài là Chúa Giêsu giáng sanh xuống trần gian, chịu chết đền tội tha cho con người, gánh lấy cái tội mà đáng lẽ con người phải gánh đó trên thập tự giá. Khi quý vị bước vào trong một ngôi nhà thờ Cơ Đốc, quý vị không thấy một thập tự nào khác ngoài là thập tự giá. Bởi vì đó là biểu hiện của tình yêu, đó cũng là hình mẫu mà Chúa Giêsu sẵn sàng hy sinh ở trên đó, đổ ra cái dòng huyết cuối cùng để cứu rỗi chúng ta. Ngài gánh lấy ác và đáng lẽ chúng ta phải gánh, cho nên khi chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Chúa thì chúng ta được sự cứu rỗi. Kinh Thánh khẳng định cho chúng ta như vậy. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoan mình. Có một câu chuyện buồn ngôn kể về một cái con cò. Cái con cò kia nó bay đi kiếm ăn thì nó thấy có một cái ao cá, nó nhìn xuống nó thấy đủ loại cá, nó rất là ngon, con nào cũng mập, cá rô, cá lóc, rồi cá trê, cá đủ thứ cá. Nhưng mà khi mà nó thắp xuống nó bắt thì mấy cái đàn cá thấy bắt thì lặn mắt xuống dưới ao, nó bắt mấy lần nó không có được con nào. Nó về nó suy nghĩ làm sao để bắt cái đàn cá trong cái ao này. Thế là nó nghĩ ra một cái kế và cái quỷ kế, nó đi vào cái nhà của cái ông chủ ao cá đó, nó lắc nó đạp cơm, rồi nó ra nó đứng ở cái chỗ ao, cái chỗ nước cạn đó, nó bỏ cái hạt cơm vào đó, nó đứng nó khóc từ sáng cho tới trưa,
con còn khóc tỉ ti nó khóc mà. Mấy con cá mới đầu sợ trốn, nhưng mà thấy nó đứng từ cá nó khóc không biết cái chuyện gì. Cho nên con cá nó nổi lên và nói là bác cò ơi, tại sao bác đứng đây khóc từ sáng tới trưa như vậy, có phải là cái con bồ cát nó bắt con của bác không? Thì bác cò nó hí con mắt nó thấy nó rất là thèm, nhưng mà nó thấy là nó chưa thèm được. Cho nên nó nói là chị khóc không phải là khóc cho chị mà khóc cho mấy em á. Đàn cá nó là cái bơi mở ao sâu này đâu có gì đâu mà chị phải khóc cho mấy em. Thì con cò nó nói thế này: lúc nãy đó, lúc hồi sáng đó, chị vào kiếm mấy đầu cơm bụi để cho con, thì chị nghe ông chủ đó, ông nói rằng khoảng 3 ngày một tuần nữa thì ông sẽ tát cái ao này để bắt cá mà được cút. Và cho nên chị nghe như vậy, cho nên chị không nuốt nổi mấy hộp cơm vì chị thương cho thân phận của mấy em, cho nên chị đứng ở đây mà khóc. Cái đàn cá nó nghe nói như vậy thì nó hoang mang, nó không biết gì cả. Mà nó thấy là mấy hôm nay thì ông chủ dường như là ông không có cho ăn nhiều, và có lẽ là chắc cái chị cò này chỉ nói. Cho nên bây giờ cái đàn cá nó tự đại diện, nó hỏi là chị cò có như vậy thì bây giờ làm sao để chúng em có thể thoát được cái kiếp nạn này. Con cò nó nghe nó mở lời cái đó phục, nó mới nói như thế này: các em ơi, chị thấy ở ngoài xa kia có một cái dòng sông nó lớn lắm, nếu mà các em ra được đó thì các em sống tự do suốt đời, không phải sợ gì cả. Nhưng mà đàn cá nó nói là làm sao mà chúng em có thể ra được. Thì con cò bây giờ nó lột ra, nó mới nói như thế này: chị đây giàu tuổi già sức yếu, nhưng mà mỗi ngày chị cũng tình nguyện đóng ba em thôi, đi ra cái dòng sông chị thả mà đó. À cái con cá nó, cái đàn cá này nó nghe nó rất là thích thú, nó nghe thôi thế này thì chắc chắn là nó mơ tưởng đến một cái dòng sông rộng ở ngoài đó thì mình sẽ tự do. Thế là nó sắp hàng, nó chờ tiếp được. Con cò nó mới sáng nó lên chở một em đi, quý vị biết chở đi đâu, nó chở về nhà. Nó chén xong rồi tới trưa là bọn đó ra tiếp. Suốt một tuần nó làm mấy trận như vậy, cái đàn cá chỉ chẳng còn cái con này. Tôi đặt cái câu chuyện của con này, tôi thấy đáng thương cho cái đàn cá. Nó đặt cái niềm tin của mình không có đúng chỗ, nó mơ tưởng đến một cái thiên đường, một cái dòng sông đó, nhưng mà cái đó thì có trong mơ thôi, làm sao có được. Nó rơi vào trong cái kế của con cò nó lượm sạch cả ở dưới ao, không có một con nào thôi. Đôi khi trong đời sống của chúng ta, nếu chúng ta không chọn cái tấm mà chúng ta đặt niềm tin, chúng ta chọn thần tượng, hư không hoặc là con người, thì chúng ta cũng sẽ bị hư mất. Kinh Thánh cho chúng ta biết là chỉ có Chúa Giê-xu là chân thành duy nhất. Cái nó khẳng định rằng ở dưới trời chẳng có một đấng nào khác ngoài Chúa Giê-xu mà con người có thể nhờ đó để được sự cứu rỗi. Chúng ta tin cậy Chúa Giê-xu là đấng đã đến thế gian giáng sanh cách đây hơn 2.000 năm, mà mỗi năm như vậy thì Bên Cơ Đốc Giáo tổ chức kỷ niệm lễ Chúa Giáng Sinh, tức là kỷ niệm Thiên Chúa vào đời để cứu con người ra khỏi tội. Vì vậy cho nên Thánh Phaolô ông nói rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, đó là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọng vẹn mà nhận lấy. Chúng tôi đã tin nơi Chúa Giêsu và chúng tôi hưởng được sự cứu rỗi đó. Chúng tôi hưởng được cái tiên vị của thiên đàng ở trên đất này, và mai kia khi Chúa Giêsu tái lâm, chúng tôi sẽ được cái yên nghỉ trong nước của Chúa. Và tôi chia sẻ điều này cho quý vị để quý vị đặt niềm tin của mình cho đúng chỗ, đừng giao trứng cho ác. Bởi vì rất nhiều tôn giáo giả, rất nhiều thầy giả đạo dối nổi lên để dụ dỗ chúng ta, làm cho chúng ta đặt niềm tin của mình sai lạc để bước vào sự chết cả đời. Ở giữa Gia Nà Đại và Mỹ có một tháp rất là hùng vĩ, tháp Niagara. Ở tại đó có nhiều du khách đến để mà tham quan lắm. Một ngày kia thì có hai du khách, họ tham quan, họ muốn tắm ở phía trên cái tháp, thì họ mãi trò chuyện với nhau ở dưới đất mà họ trôi gần với cái tháp ở hôm qua. Một số người ở bên trên đó thì nó là phải bơi vào bờ ngay, đừng có cứ như vậy thì hai anh sẽ trôi xuống ở dưới tháp tắt vào cái chết. Người này thì nói thế này, người khác nói thế khác, nhưng mà có một người cầm một cái sợi dây thừng, nếu ở xuống như cái chỗ hai người đang ở đó thì hai người này nắm bắt được cái dây thừng thì được lôi lên bờ, thoát khỏi
sự chết ở những cái thác Gia Na này. Chúa Giêsu là Đấng đã đến thế gian để con người nhờ Ngài mà được cứu khỏi sự chết. Nếu chúng ta nắm lấy Ngài, có nghĩa là chúng ta tin cậy Ngài, thì chúng ta sẽ được cứu rồi. Chủ đề của chúng ta buổi tối hôm nay là được cứu bởi đức tin. Chúng ta không cần phải làm, chúng ta không có khả năng để làm lành. Một đời làm lành lành chẳng đủ, một giờ làm ác ác có dư. Chúng ta phải tin Chúa Giêsu và Chúa chấp nhận cái đức tin của chúng ta. Khi chúng ta nhận chúng ta là tội nhân, chúng ta chạy đến với Chúa xin Chúa tha tội và Ngài sẽ cứu rỗi chúng ta. Chỉ bởi đức tin không bởi việc làm. Tôi mong rằng buổi tối hôm nay quý vị thân hữu tin Chúa Giêsu để hưởng được sự cứu rỗi. Chúng ta được cứu bởi đức tin. Như chúng tôi, như chính anh chị em chúng tôi đã tin và chúng tôi chia sẻ điều này cho quý vị. Mong quý vị cũng tin Chúa Giêsu buổi tối hôm nay.